Khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, tại các cuộc gặp gỡ trong chuyến thăm 2 ngày đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga dự kiến thảo luận hiện trạng và triển vọng về việc củng cố các mối quan hệ song phương, kể cả trong bối cảnh thực hiện các thỏa thuận ở cấp cao và cao nhất, đồng thời về các vấn đề cấp thiết nhất trong chương trình nghị sự khu vực và quốc tế. Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov đang thăm Việt Nam. Tiện ích nhân 3 đến mọi nhà. Trọn gói truyền hình, internet và 4G siêu tốc. Chỉ từ 280.000 đồng một tháng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình áp dụng có điều kiện từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Liên hệ ngay 1900 1515.